Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em hiện nay đang phải đối mặt với nguy cơ ngộ độc và thậm chí là mắc phải các chứng rối loạn tâm thần do tiếp xúc với các loại sơn trang trí. Và đặc biệt là trẻ em thì có nguy cơ ngộ độc chì cao từ 3 đến 4 lần so với người lớn. Theo đó, khi đồ chơi, đồ gia dụng được sơn bằng sơn trang trí chứa chì, trẻ em có thể nhai chúng và ăn trực tiếp dẫn đến ngộ độc sơn. Khi chì đi vào cơ thể một đứa trẻ thông qua đường tiêu hóa hay đường hô hấp hoặc qua nhau thai, nó gây ảnh hưởng lớn nhất tới hệ thống thần kinh trung ương và bộ não. Trẻ em có mức hấp thụ chì cao gấp 3 đến 4 lần người lớn. Chì còn có thể gây độc cả cơ quan thần kinh trung ương lẫn thần kinh ngoại biên, gây ra biến chứng viêm não ở trẻ em. Ở Việt Nam hiện nay, theo một thống kê của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, từ năm 2013 đến nay, số bệnh nhân đến khám ngộ độc chì ở mức báo động. Không ít những trường hợp ngộ độc chì ở cả trẻ em và người lớn là do tiếp xúc với các loại sơn từ các vật dụng hàng ngày.